Tớ là Diệp đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Love for Shy TV. Cách đây mấy hôm thì tớ có đọc được một comment của bố mẹ bầu để ở dưới clip của tớ nói là chị Diệp hãy làm một clip tổng hợp các sản phẩm kem chống nắng an toàn cho mẹ bầu đi ạ. Và tớ đã bảo ok, làm ngay. Tại vì thực ra tớ cũng không tìm thấy cái clip nào hay cái list nào như thế. Thế là trong hơn một tháng vừa qua, gần 2 tháng, tớ đã đi lên mạng tìm rất là nhiều kem chống nắng của các nước với các công thức an toàn để test thử. Và sau đây sẽ là list gần 10 kem chống nắng mà tớ chấm là khá ok để cho các mẹ bầu dùng. Có một điểm chung trong list gần 10 loại kem chống nắng này, đấy là tất cả đều thuộc hạng mục kem chống nắng mineral sunscreen. Cách đây một vài năm thì mineral sunscreen được thế giới gọi là physical sunscreen, nhưng mà bây giờ thì cái tên chung đã bị chuyển thành mineral sunscreen rồi. Nhưng mà về cơ bản nó đều là kem chống nắng có công thức chứa titanium dioxide và zinc oxide tạo thành một tấm màng chống các tia UV hiệu quả. Ưu điểm của các loại mineral sunscreen đấy là nó rất thân thiện với da nhạy cảm này, an toàn 100% với bà bầu. Tuy nhiên nhược điểm thì có thể kể đến việc nó trắng phớ, mất thẩm mỹ. Nhưng mà gần đây, 1-2 năm gần đây thì công nghệ mỹ phẩm đã phát triển và nó đã được cải tiến rất là nhiều trong công thức rồi. Kiểu titanium dioxide và zinc oxide có dạng nano này, hoặc là các cái sản phẩm kem chống nắng vật lý sẽ được mix thêm màu tint. Nó lai giữa một sản phẩm vừa chống nắng lại một sản phẩm make up, thế nên là nó cũng không để lại cái hiệu ứng trắng mặt quá dã man như ngày xưa nữa. Và các cái công thức cũng được cải tiến để nó dễ tán hơn vào da, nó không tạo thành một lớp kiểu bì bì bết bết khó khăn như ngày xưa. Chính bản thân tớ cũng rất bất ngờ khi trải nghiệm những cái mineral sunscreen mới ra mắt dạo gần đây này, nên là tớ rất háo hức để được chia sẻ với mọi người. Thế nên bây giờ chắc là tớ sẽ đi luôn vào việc review chi tiết các sản phẩm này để mọi người có thể lựa chọn xem loại nào phù hợp nhất với ngân sách, với loại da, với cả sở thích sử dụng của bản thân nhé. Chúng mình cũng bắt đầu luôn thôi. Sản phẩm đầu tiên trong list ngày hôm nay sẽ được review đấy là bạn Trusica Mineral 100 Calming Sunscreen này. Em này rất nổi tiếng dạo gần đây. Thế nên là khi mà đọc thành phần thấy có zinc oxide và titanium dioxide là ngay lập tức tớ đã phải khuân về để sử dụng. Bạn này thì chắc chắn là mọi người đã nghe review rất là nhiều rồi này, dễ tán, mướt mặt, không để lại màng trắng quá kinh khủng, bôi dễ, thấm nhanh, để lại cái bề mặt glowy rất dễ chịu. Tôi thấy thực sự đây là một kem chống nắng không có gì để chê mấy. Nó có một cái mùi chàm chà cũng rất là dễ chịu, giống cái dòng tea tree của The Body Shop. Chỉ số của em thì cũng rất là cao này, SPF 50 và PA 4 dấu cộng. Và mức giá cũng vô cùng phải chăng nữa. Tớ highly recommend em này cho tất cả mọi người. Có ở dưới lớp make up hay là đánh một mình thì em thì cũng đều đẹp, đều dễ chịu, đều thoải mái. Và tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kể cả da dầu hay da khô hay là da nhạy cảm cũng có thể dùng em này mà không phải lo lắng lăn tăn gì cả. Cái mùi của em này cũng là mùi tự nhiên thôi, không phải là fragrance, và nó cũng không có thêm nhiều chất tạo màu hay là các cái chất dễ gây kích ứng. Thế nên là tớ nghĩ là da nhạy cảm cũng hoàn toàn có thể dùng được. Đấy, mọi người có thể nghiên cứu nhé. Tiếp theo lại là một sản phẩm mineral sunscreen nữa cũng rất là nổi tiếng, được mẹ Trinh Phạm recommend trong cái thời kỳ bầu bí. Đây là bạn Make Prem UV Defense Me Blu-ray Sun Cream. Bạn này thì có hai dòng, một dòng là cream và một dòng là cái gì đấy mỏng nhẹ hơn. Nhưng mà tớ nghĩ là cái mùa này thì cái dòng cream sẽ phù hợp với cả da hỗn hợp thiên khô hoặc da khô hơn, nhất là khi Hà Nội đã bắt đầu vào mùa hanh khô, mùa khô, mùa lạnh nữa. Em này là em thứ hai mà tớ test thử sau cái bạn Trusica kia. Cũng là một công thức kem chống nắng mềm ẩm, dễ tán lên mặt, visual đẹp, không để lại màng trắng quá lệch tông gì cả. Dù bạn có bôi vào tay hay là bôi lên mặt thì nó cũng không làm kiểu lệch da quá nhiều ấy. Nâng tông da chỉ một tí thôi, tự nhiên lắm. Có độ bóng này, glowy nhẹ. Chỉ có một điểm trừ duy nhất của em này làm tớ lăn tăn, đấy là thỉnh thoảng khi kết hợp với một số loại kem dưỡng của tớ thì nó làm cho mặt bị cái kiểu bết bết ấy. Như là ví dụ tớ kết hợp với kem dưỡng ẩm của Paula's Choice này cũng bị, và kem dưỡng ẩm của Sun 37 là hai cái loại tớ đang dùng hiện nay thì đều bị. Nói chung là nó cũng để lại cảm giác kỳ da ghét đi, bết bết một chút. Khá là hên xui nếu mà bạn dùng kem dưỡng ẩm nào mà phù hợp với nó thì chắc là cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà như tớ thì tự dưng cái đấy làm cho tớ cảm thấy hơi phiền phức và tớ không dùng nó nhiều như cái em Trusica này kể từ đợt test. Tiếp theo sẽ là một loại kem chống nắng vật lý khác cũng đến từ đất nước Hàn Quốc. Bạn này thì rất là nổi tiếng rồi, đây là Misha Soft Finish Sun Milk
SPF 50 cộng và PA 3 dấu cộng. Bạn này thì độ bảo vệ tia UVA kém hơn so với bạn Jusica và Mikrem 1 dấu cộng. Và khi đổ ra tay thì mọi người có thể thấy là bạn ấy có một cái lớp tin màu hồng nhạt luôn. Với cái chất liệu mỏng nhẹ như sữa này thì thoa lên mặt sẽ có một hiệu ứng nâng tông da nhẹ. Bạn này thấm nhanh này, dễ tán. Cảm giác rất là nhẹ mặt, không bị bết dính một chút nào cả, cực kỳ đều màu. Có thể là do cái công thức sữa nữa nên là khi tán không gặp khó khăn gì cả. Bạn ấy có một cái mùi thơm rất là dễ chịu nhất trong dàn kem chống nắng này. Nó kiểu hương hoa ấy, nhưng mà không bị quá nồng, rất là nhẹ nhàng thôi, bôi lên da một lúc là nó cũng bay đi hết. Tuy nhiên nhá, thành phần của bạn này thì không được đẹp lắm. Thành phần của bạn ý thì có cồn khô này, alcohol denat, có chất tạo mùi, fragrance và có rất là nhiều dimethicone. Những cái thành phần này nó cũng không có gì nguy hiểm với cả bà bầu đâu, nhưng mà nó dễ gây mụn này, dễ gây kích ứng với cả các da nhạy cảm. Thế nên là bạn nào mà có da nhạy cảm, da dễ lên mụn, không thích cồn thì hãy lưu ý khi sử dụng bạn này nhé. Tớ đã phân tích là cảm giác của bạn này khi thoa lên mặt thì nó thấm nhanh, đều màu các thứ rồi đúng không? Nhưng mà sau khi thoa lên mặt thì bạn ấy sẽ set lại thành một cái lớp nàng mà lì, ráo, mịn và có phần hơi bột bột. Nó cảm giác như là sau khi bạn đã đánh nền và phủ một lớp phấn dày lên mặt luôn rồi ý. Nó ráo kinh khủng mà nó kiểu rất lì. Cái này thì tớ nghĩ là chắc là các bạn nào da dầu thì sẽ thích, nhưng mà tớ thì bây giờ sẽ thích cảm giác bóng mịn glowy. Và cả ngày bạn ý sẽ lì như thế ở trên mặt, rất là kiềm dầu tốt. Thế nên là tớ nghĩ sẽ là một cái lớp lót hay, một sản phẩm kem chống nắng tốt cho bạn nào mà có nhu cầu kiềm dầu hoặc là da rất rất dầu. Tuy nhiên hãy lưu ý về ba cái thành phần lúc nãy tớ nói, nó cũng dễ khiến da bị kích ứng nhạy cảm. Đây thì là bạn Innisfree Intensive Triple Shield Sunscreen. Bạn này có chỉ số SPF 50 cộng và PA 4 dấu cộng, tức là cũng là chỉ số kem chống nắng cao nhất ở trong thị trường luôn, bảo vệ cả tia UVA và UVB rất cao. Thay vì titanium dioxide và zinc oxide đơn thuần thì bạn ấy sử dụng titanium dioxide và zinc oxide dạng nano, tức là kiểu phân tử siêu nhỏ. Thì phân tử càng nhỏ bao nhiêu thì nó càng thấm và lưu trên da tốt hơn và có cái độ bảo vệ tốt hơn, hòa quyện với các cái thành phần khác ở trong công thức được hiệu quả hơn. Thế còn cảm giác trên da như thế nào? Dạng kem mềm ẩm này, có tin nhẹ một chút nữa, hơi có pha màu và màu da người ấy. Để khi mà chúng mình apply lên mặt thì nó không bị trắng dã da quá kinh khủng. Khi mà thoa bạn này thì cũng có một độ nâng tông nhẹ đấy. Khi thoa lên mặt thì hơi bết nhẹ. Sau 10 phút thì em ý sẽ set lại và cái độ nâng tông này nó cũng biến mất. Tớ cảm thấy là nó tiệp luôn vào da thật của tớ và cân bằng giữa cái vùng da mặt và da cổ hoặc là da ngực. Em ấy thì tên là Triple Shield, tại vì em ấy có 3 cái bảo vệ mạnh mẽ. Thứ nhất là chống nước, thứ hai là chống mồ hôi và thứ ba là kiềm dầu. Lại còn có Coral Reef Friendly, tức là công thức rất là an toàn đối với thiên nhiên. Giá thành cũng rất là dễ mua và bạn này cũng có bán ở Innisfree chính hãng. Innisfree thì cũng có một dòng kem chống nắng mineral nữa là cái bạn gì nhá, Daily Care, tớ sẽ để ảnh ở đây, tớ không nhớ tên lắm, màu trắng. Công thức tôi thấy cũng khá là ổn, nhưng mà hôm tớ mua thì lại hết hàng mất rồi nên tớ chưa test được. Một loại kem chống nắng cuối cùng đến từ Hàn Quốc chính là bạn Som 37 Sun Away Multi Effect Sunblock AD này. Em này thì đã xuất hiện lấp ló ở một vài các clip trước của tớ rồi và cũng là kem chống nắng tớ đang sử dụng thường xuyên nhất hiện nay. Em này thì là kem chống nắng high end khá là mắc, nhưng mà cái thành phần của em ý là nguyên liệu lên men nên khi đánh lên da ấy, tớ thấy nó có cảm giác như là một sản phẩm skincare bên cạnh việc bảo vệ chống cho da khỏi nắng nữa. Nó nâng tông khá nhiều, có tin màu hồng, màu da người, nhưng mà cái chất liệu ấy thì nó rất là thích mướt bóng và càng thoa thì càng thấy da đẹp lên hàng ngày. Thế nên là tớ cũng rất là highly recommend nếu mà bạn có ngân sách cao hơn một chút và muốn tìm một sản phẩm vừa an toàn vừa chăm sóc da lâu dài, thích đủ đường, không có gì để chê cả. Đấy, chính là bạn này. Tiếp theo sẽ là một loại kem chống nắng mà tớ nghĩ là cũng rất là nổi tiếng ở trong giới kem chống nắng drugstore, và đặc biệt là đối với bạn nào có da nhạy cảm này hay là da hay đi treatment mà sau đấy cần phải kiêng khem như kiểu lăn kim hay là lấy mụn hay là peel hay là gì đó, thì đấy là bạn Cell Fusion C Laser Sunscreen 100 SPF 50 cộng và PA 4 dấu cộng. Rất là nổi tiếng ở trong giới kiểu kem chống nắng nhạy cảm ấy. Tớ lên Shopee thì shop nào bán em này cũng kiểu có lịch sử bán hàng đến hàng mấy nghìn sản phẩm ấy. Em này thì đúng là khi đọc bản thành phần thấy rất xuất sắc nổi bật so với các cái kem chống nắng khác. Tức là
các cái thành phần dễ gây kích ứng, dễ gây dị ứng cũng khá là ít. Có một số thành phần đuôi dimethicone thôi, nhưng mà ngoài ra thì tớ thấy đây cũng là một công thức khá là ok, phù hợp với cả các bạn da nhạy cảm. Kiểu không có cồn, fragrance cũng đứng ở cuối bảng. Khi thoa lên mặt thì bạn ấy có cảm giác như thế nào? Rất trắng, trắng nhất trong tất cả các loại kem chống nắng dàn mineral sunscreen mà tớ đã sử dụng ở trong cái clip ngày hôm nay. Và nó có cái công thức hơi bết bết khô nữa. Cái cảm giác bết khô nó như là cái kiểu kem chống nắng mà chống siêu nước ấy. Thế nên là bạn nào mà có da dầu hay là da mồ hôi thì tớ nghĩ dùng bạn này sẽ thích này. Tại vì nó rất bám vào mặt và nó cực kỳ khó trôi đi. Tớ thì tớ không thích cái cảm giác này một tí nào lắm. Kiểu nó rất bám và mình phải thoa rất nhanh ấy. Thậm chí là khi mình thoa cái kiểu kem dưỡng da như này này, nó cũng sẽ không đi đều theo ngón tay mình, mà mình sẽ phải vỗ để cho nó dàn đều ra các khuôn mặt. Đấy, về độ thẩm mỹ và độ thoa dễ dàng, cảm giác trên da thì thua kém hơn một chút so với các anh chị em ở trong clip ngày hôm nay. Nhưng mà về độ hiệu quả thì tớ nghĩ là em này cũng rất tuyệt vời. Và nó có một cái mức giá cũng rất là hợp lý. Thế nên là mọi người có thể dùng đi dùng lại rất là nhiều lần. Đặc biệt, đấy, như tớ nói, các bạn da nhạy cảm và các bà bầu cũng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Đến từ châu Âu, hôm nay tớ có kem chống nắng Aven Tinted Mineral Fluid. Kem chống nắng vật lý nhưng lại có màu, có zinc oxide nano và titanium dioxide nano. Và công thức thì ngắn gọn, siêu tối giản, rất là thân thiện với da nhạy cảm. Aven thì là một cái hãng đã nổi tiếng cho da nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm, siêu nhạy cảm, dược mỹ phẩm rồi, kể cả trẻ con cũng có thể dùng được. Ấn tượng đầu tiên của tớ đấy là cái chai này nó cực xinh luôn ý, đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà khi mở nắp ra và thử thì tớ hơi sợ. Trời ơi, sao màu nó tối thế, đen thui. Mà mặc dù là sản xuất ở thị trường châu Âu nhá, tức là kiểu toàn người da trắng ý, da trắng còn hơn tớ rất là nhiều. Tớ đã rất sốc cho đến khi thoa lên mặt. Khi thoa em này lên mặt thì trời ơi, nó nhẹ, nó mướt, nó mịn. Tớ thì tớ nghĩ là mình thoa đến đâu chắc sẽ hóa da đen đến đấy, nhưng không hiểu tại sao mà nó lại chỉ làm đều màu da của tớ thôi. Và tớ nghĩ là bạn nào da ngăm thì đánh nó còn đẹp hơn là tớ. Nhưng mà tớ đánh cũng thấy rất là ok. Và để lại cảm giác cực nhẹ, mặt mềm mịn và cái bề mặt glowy bóng mịn, không thể chịu được. Nói chung đây là một cái sản phẩm rất là bất ngờ. Lúc mua về tớ đã bảo thôi sao, mất tiền ngu rồi. Kiểu nó tối thui như này mà mình lại không được chọn màu. Mà cuối cùng là lại rất bất ngờ vì bạn ấy rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên là nếu mà nó có màu sáng hơn một tí thì tốt. Tớ vẫn ước là nó có màu sáng hơn một tí thì tốt. Da của tớ là kiểu mong manh đấy, ranh giới mong manh, có thể dùng tạm được. Mà da bạn nào sáng hơn tớ thì chắc là sẽ nhìn thấy sự khác biệt khi mà thoa cái màu này lên da. Ok, sản phẩm cuối cùng, last but not least, em này thì cũng đã xuất hiện trong quá nhiều các loại clip nhắc đến kem chống nắng an toàn cho bà bầu rồi. Đấy là bạn Botanical Sunscreen Face dòng tinted. Tớ highly recommend cho các bạn da dầu, da cực kỳ nhạy cảm với tất cả các loại hóa chất kem chống nắng gì đó thì dùng bạn này cũng rất là ok. Bạn này cũng là một trong những bạn có bảng thành phần ngắn gọn, chống dị ứng này, không có mùi này, không có paraben, thân thiện với trẻ con, thân thiện cho bác sĩ da liễu, thân thiện với cả dạng san hô nữa. Bạn này thì có rất là nhiều dòng và trong đấy có cái dòng màu da cam thì thuần vật lý hơn, tức là không pha màu, nhưng mà cái dòng đấy bôi nó cũng lại hơi bị bết bết và trắng mặt ấy. Thế nên là tớ vẫn highly recommend cái dòng màu này hơn cho các bạn. Cái công thức của nó cũng mỏng nhẹ dễ tán hơn, tuy nó để lại cái bề mặt lì, tại vì đấy là cách mà người sử dụng ở bên Mỹ thích, tức là họ lúc nào cũng thích mặt lì, không thích mặt bóng và dễ có cảm giác nhờn dầu ấy. Đấy thì mọi người lưu ý cái đấy thôi, thì sẽ phù hợp với bạn nào da dầu hơn, hoặc là chúng mình phải giữ ẩm cực kỳ nhiều trước khi dùng cái này để không cảm thấy khô căng tức ấy. Em này thì hiện tại ở Việt Nam vẫn chỉ bán dưới dạng hàng xách tay thôi, thế nên là mọi người hãy tìm những địa chỉ tin cậy để mua nữa. Đấy là lưu ý duy nhất của tớ. Và đó là tất cả các loại kem chống nắng mà tớ muốn review trong clip ngày hôm nay, chia sẻ đến các bà bầu yêu quý của tớ. Tất cả các loại kem chống nắng này đều thân thiện với các bạn có da nhạy cảm này, những bạn thích sử dụng kem chống nắng vật lý mineral, và đương nhiên các mẹ bầu và các mẹ cho con bú nữa. Và các cái sản phẩm này cũng dễ dàng mua được ở Việt Nam với mức giá bình dân phải chăng. Thế nên là tôi rất hy vọng mọi người sẽ chọn được ít nhất một loại để sử dụng trong thai kỳ của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi clip này. Nếu mọi người có ý tưởng gì hay về chăm sóc da hay là chăm sóc bà bầu nói chung thì hãy để ở phần comment phía dưới để tôi có thể brainstorm bão não làm tiếp cho mọi người nhé. Đừng quên like, comment và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của tôi và Loan trên kênh Love Shine TV. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau.